Hàng thiện tinh mãi mê trần cảnh, nghiệp bươn bề nặng gánh lo toan. Tịnh khi tâm chi rảnh rang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật gợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thỉnh pháp sư đăng đàn thuyết giáo, quỳ nơi đây tâm đạo tinh thành. Ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Nam mô Bích Hai Giá. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức Minh Mẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng như sự và ý nghĩa cao khắc của kinh số 25. Như pháp kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Chào con kính dâng mít đến sư. Và sa thú lành thay kính tri ân cô tu nữ Như Pháp. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Con thành kính đảnh lễ Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức hiện diện. Kính chào quý bà quý cô tu nữ, thân chào bà con chư Phật tử. Và kính tri ân quý vị đã cho biết là âm thanh nghe rõ. Dạ. Cho thêm một chút. Rồi. Rồi thêm một chút rồi. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa toàn thể quý vị. Hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Pháp Cú với câu kệ số 215. Chúng tôi xin được đọc qua câu kệ này hai lần rồi sau đó chúng ta cùng nhau bước vào phần tìm hiểu ý nghĩa, từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Câu kệ Pháp Cú số 215 có 4 đoạn. Đoạn thứ nhất, Kamato cha yati soko. Kamato cha yati soko. Dạ, đoạn thứ hai. Kamato cha yati phá dần. Kamato cha yati phá dần. Đoạn thứ ba. Kamato vipamutasa. Kamato vipamutasa. Đoạn thứ tư. Natthi soko kuto phayam. Natthi soko kuto phayam. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ này. Trong đoạn thứ nhất chúng ta thấy gồm có ba từ. Từ đầu tiên Kamato là từ cái danh từ Kama cộng với là hậu tố từ tô. Một danh từ thêm hậu tố từ tô vô thì danh từ đó sẽ hiểu theo nghĩa đó là chỉ xuất xứ, xuất phát từ một nơi hay là một chỗ nào đó. Kama thông thường chúng ta nghe dịch đó là dục, dục là tiếng Hán. Còn dịch tiếng Việt đó là sự mong muốn ước muốn, mong muốn ước muốn, mà mình lấy nghĩa cho nó gọn đi là dục. Vậy thì Kamato là từ nơi dục hay là xuất phát từ nơi dục?
Rồi từ thứ hai, cha gia ti là từ cái động từ cha gia ti, mà theo cái thể kể đó, có thể là theo âm bằng cách sao sao đó, cái thành ra đó là chữ cha gia ti, người ta biến thành cha gia ti. Cha gia ti là sanh lên sanh ra, xuất phát sanh lên sanh ra. Từ cuối cùng xô cô là xô cá, chia theo chủ cách. Xô cá là sự buồn hay là sự sầu hay là buồn rầu. Buồn sầu buồn rầu, sự buồn sự sầu sự buồn rầu. Tới đoạn thứ hai, đoạn thứ hai chúng ta thấy gồm có ba từ, nhưng mà hai từ chúng ta đã học rồi là kamato và chayati. Từ cuối cùng phá văn, phá văn là phá giác. Phá văn phá giác. Phá giác là danh từ trung tính chia theo chủ cách, xin thưa quý vị ha. Trung tính chia theo chủ cách thì nó có cái hình thức là ăn vậy đó. Phá giá là sự sợ hãi. Rồi chúng ta bước sang đoạn thứ ba. Đoạn thứ ba chúng ta thấy gồm có hai từ, nhưng mà từ đầu tiên chúng ta đã lấy nghĩa rồi. Bây giờ chúng ta chỉ lấy cái nghĩa của cái từ tiếp theo, từ thứ hai. Từ thứ hai là vipamuttassa. Vipamuttassa đó là nó xuất phát từ, xin lỗi, vipamuttassa đó là từ tiếp đồng ngữ quý cộng với là pamuttassa. Rồi nếu cái này mà mình tách ra nữa đó ha, thì là pamuttassa là từ tiếp đồng ngữ pá cộng với là mutasa. Như vậy nguyên các cái hợp từ whip và mutasa là whip và muta, chia theo cách thứ sáu. Thứ sáu hoặc là thứ tư đó thì nó đều có cái hình thức là asa hết. Ở đây đó mình lấy theo nghĩa thứ tư. Không, lấy theo nghĩa thứ sáu, hay xin thưa quý vị ha, lấy theo nghĩa thứ sáu. Nếu mà lấy theo nghĩa thứ tư đó thì mình dịch là đối với người đã giải thoát. Quýt và mút tá. Quýt. Vipamutta mình lấy nghĩa nguyên cả một cái hợp từ vậy đó, tức là người đã hoàn toàn giải thoát. Đó là mình dịch theo người. Còn nếu mà mình dịch theo sự đó là thì sự hoàn toàn giải thoát, sự giải thoát hoàn toàn. Vậy nếu mà mình dịch theo người đó thì là mình dịch theo cách thứ tư hoặc là thứ sáu. Nếu mà thứ tư đó thì là mình dịch trước, còn mà nếu thứ sáu đó thì mình phải bắt các cái từ ở đằng sau. Chúng ta bước sang đoạn tiếp theo, đoạn cuối cùng. Và lát nữa chúng tôi dịch thì quý vị sẽ thấy ha. Đoạn thứ tư chúng ta thấy có bốn từ. Từ đầu tiên nát thí, đây là một cái động từ, nếu mà mình tách cũng được hoặc để vậy cũng được. Tách đó thì là ná cộng với là át thí, còn mà để vậy đó thì mình dịch theo cố định là không có.
Đây là động từ chia theo ngôi thứ ba số ít, là sô cô đó. Từ thứ hai sô cô chúng ta đã lấy nghĩa ở trên rồi. Từ thứ ba cú tô, cú tô đây là một cái nghi vấn đại danh từ. Nghi vấn đại danh từ này là cô cá, cá cô xin thưa quý vị, mà thêm cái hậu tố từ tô đó, thành ra chỉ cho cái xuất xứ. Thì cái chữ cá cô đó là một cái nghi vấn đại từ, có rất là nhiều nghĩa, có khi đó là chỉ cho người, có khi đó là chỉ cho Phật, rồi có khi đó là chỉ cho nơi nơi chốn nữa. Thì ở đây cú tô đó là dịch đó là chỉ cho, chỉ cái lý do là từ đâu do đâu. Mà cú tô thì mình phải có cái dấu chấm hỏi đằng sau. Rồi từ cuối cùng phái văn chúng ta cũng đã lấy nghĩa ở trên rồi. Bây giờ chúng ta mới cùng nhau dịch văn xuôi nè. Đoạn thứ nhất, sô cô là chủ ngữ, thành ra chúng ta lấy chủ ngữ dịch trước nè. Sự buồn rầu, cha giá ti, sanh ra, ca má tô, từ nơi dục. Từ nơi dục, hoặc là từ nơi cái sự mong muốn. Đoạn thứ hai, phái văn sự sợ hãi, cha giá ti, sanh ra, ca má tô, từ nơi dục. Đoạn thứ ba và thứ tư đó thành một câu. Nát thí sô cô, không có sự buồn sầu, quýt và mút tá xá của người đã giải thoát hoàn toàn, Kamato, nơi dục. Cú tô là do đâu, từ đâu, phải văn có sự sợ hãi. Đó, mình dịch vậy đó. Dịch văn xuôi theo từ ngữ Bali là dịch vậy đó, xin thú vị ha. Rồi chúng ta mà có giỏi về văn chương rồi đó, thì chúng ta có thể đảo ngữ nè, đảo vế, để sau đó câu cú đó nghe cho nó gọn gàng, nó nhẹ nhàng, nó êm tai hơn. Nhưng mà dĩ nhiên là cũng không có thể làm thay đổi ý nghĩa ẩn chứa bên trong được. Cái đó thì tùy theo, dựa vào cái khả năng ngôn ngữ của mỗi người ha, xin thưa quý vị. Rồi đó là toàn bộ ý nghĩa từ vựng và việc dịch văn xuôi của câu kệ pháp cú số. Số này là số mấy? Hình như là 215. Dạ đúng rồi, câu kệ pháp cú số 215. Tiếp theo chúng con thành kính cung thỉnh chư tôn đức. Xin được kính mời quý bà, quý cô tu nữ cùng chư Phật tử chúng ta cùng hướng về Tam Bảo để làm lễ tán dương, rồi bước vào học phần 2 và phần 3 của câu kệ. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi svakkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatipanno bhagavato savaka sangho sanghang namami namattu ratanatayassa. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư Pháp.
Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức chư tăng. Phước báo phát sanh do sự cung kính đảnh lễ và tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể bà con chư Phật tử. Nguyện cầu phước báo và chư thiên hộ trì quý ngài cùng quý vị được thân tâm an lạc trong suốt thời gian sinh hoạt Phật pháp tại râm Pháp Cú Kinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, chủ đề hôm nay chúng ta học là câu kệ pháp cú số 215. Câu kệ này nằm trong phẩm Tí Giáo Quắc Gá, phẩm Hỷ Ái, được Đức Thế Tôn thuyết giảng khi ngài ngự tại Chê Tá Quá Ná, đề cập đến Nít Tha Gan Tha Cú Ma Ra Quá Thú, đề cập đến cái câu chuyện Kumara là cậu bé trai, Anithi Gan Tha, A là không, Ithi là người nữ, Gan Tha là mùi hương, Anithi Gan Tha Kumara là cậu bé trai không có chịu được cái mùi hương của người nữ, cái mùi nha, mình dịch là mùi nha, cái mùi của người nữ. Được biết rằng cái cậu bé trai này đó tiền thân là Phạm Thiên, thì hết phước ở trển đó, cho nên đó là mới sanh trở lại cõi người, sanh trở lại cõi người và sanh ra trong một gia tộc giàu có ở thành Sa Quách Thi. Từ cái lúc mà sanh ra cho đến trưởng thành á, thì cậu này không có gần được người nữ. Cứ gần người nữ đó là cậu này cậu khóc la om sòm lên. Kể cả việc khi người mẹ mà cho cậu này bú đó thì cũng phải che che hết lại, thì cậu mới chịu bú, chứ còn không thì cậu cũng khóc la rồi đẩy ra. Khi cậu này đến tuổi trưởng thành đó, thì vì rằng cậu này là con một ở trong gia đình, cho nên đó, cha mẹ cậu đó mới kêu cậu này đó là thành lập gia đình để có gì đó còn sanh con nối dõi tông đường sau sau nữa. Thì cậu này mới đầu đó trả lời đó là con không có cần vợ đâu, con cũng cần người nữ đâu. Nhưng mà rồi đó ông bà cha mẹ cứ năn nỉ ỉ ôi mãi, giờ con mà không có lấy vợ nè, vậy chẳng lẽ con để cha mẹ tuyệt từ tuyệt tôn hay sao? Thì suy đi nghĩ lại, mình sống ở trong cái cuộc đời này đó ha, nếu mà mình không có theo đó, theo phong tục tập quán, rồi theo là văn hóa dân tộc dân gian rồi này kia cái nọ vậy đó, thì là mình sẽ bị người này nói ra người kia nói vào, rồi là ông bà cha mẹ của mình, thân bằng quyến thuộc của mình đó cũng bị tiếng đời bàn tán xôn xao. Thành ra đó là để chiều lòng cha mẹ, nhưng mà cũng để giữ vững cái ý định của mình, cái quyết định của mình, cái lập trường của mình, thì cậu này mới cho rất là nhiều các nghệ nhân đến thuê họ tạc một cái tượng người nữ do cậu tưởng tượng ra. Thì cậu nghĩ rằng đó, với cái óc tưởng tượng của mình ra một cái người nữ như thế này thì ở trên thế gian này đó không có đâu. Dạ không có đâu. Thì khi đó đó ha, là mình danh chánh ngôn thuận để từ chối, là không có lấy vợ. Thì cha mẹ cậu này là trưởng giả mà, cho nên rất là giàu có, thành ra đó là cũng kêu các nghệ nhân đến tạc tượng. Tạc xong rồi cái bắt đầu mới thuê các cái vị bà la môn đó đem cái tượng bằng vàng đó đó, đẹp ơi là đẹp, đi khắp các nơi ở trong xứ Ấn Độ xưa đó, để tìm xem coi có một cái cô gái nào đó giống vậy đó, thì cưới gì
Xin thưa với quý vị, đó là ở trong vòng sanh tử luân hồi từ xưa cho tới giờ nè, nếu mà mình người thiếu phước ha, thì cũng có những người thiếu phước tương đồng. Mình mà có phước trung trung thì cũng sẽ có những người có phước trung trung tương đồng. Mình mà người đại phước thì cũng sẽ có những cái người đại phước tương đồng. Khi còn luân hồi ha, thì điều đó tất yếu xảy ra vậy đó. Do đó đó là những cái bà la môn này đi đông đi tây đi nam đi bắc đi một hồi đó ha, đến làng Sakata cũng bắt đầu đó, ở đó đó cũng có một cái cô gái giống như cái bức tượng bằng vàng đó vậy đó, thậm chí có nét còn sắc sảo hơn nữa, có nét còn sắc sảo hơn nữa. Đó thì các cái ông bà la môn này mới đi đến thăm hỏi đồ này kia, cho biết ý định của ông bà trưởng giả ở Sa Quốc Thi vậy vậy đó, thành ra đó là bên kia đó họ cũng đồng ý, cho nên đó là những cái bà la môn này mới để lại cái bức tượng bằng đồng đó làm sinh lễ, rồi đi về báo tin cho hai ông trưởng giả này. Thì lạ thay, xin thưa quý vị, cái cậu này đó là một mực từ chối, không có thích gần gũi với người nữ vậy đó. Nhưng mà khi ở trong cái óc tưởng tượng của mình đó, rồi hình thành nên một cái bức tượng người nữ đó, bắt đầu là bây giờ nè, biết được rằng ở trên thế gian này có một người nữ giống như cái sự tưởng tượng của mình vậy đó, thì mới nghe thôi, xin thưa quý vị, mới nghe thôi. Thì cậu này đó đã ái luyến liền, cậu này ái luyến liền ha, và khi đó đó không phải từ chối nữa mà là giục cha mẹ, cha mẹ mau mau cưới cổ về cho con đi. Thì xin thưa quý vị, là do đâu có cái hiện tượng này? Đó là ha, dầu cho cậu đó có từ chối vậy đó, nhưng mà là cái gì? Còn tham thì là còn phiền não tiềm miên. Còn phiền não tiềm miên. Thì ở đây nè, mình có thể đặt ra cái câu hỏi vậy nè ha. Ái dục tiềm tàng ở đâu? Là các pháp tiềm miên hay các pháp ngủ ngầm đó, xin thú chí. Thì theo quý vị, ái dục tiềm tàng ở đâu ạ? Nó ẩn ở đâu á? Ái dục, nếu mà bà con Phật tử chúng ta học vi diệu pháp rồi ha, thì ái dục là nó thuộc tâm tham. Mà tâm tham quý vị thấy ở trên cái bảng nêu vẽ đó thì có hai màu, là màu xanh với màu đỏ nè. Màu xanh với màu đỏ, thì màu xanh với màu đỏ là tượng trưng cho hai loại thọ, là thọ xả và thọ hỷ. Đó thì khi mà cậu đó nghe là âm thanh đi vô lỗ tai, âm thanh đi vô lỗ tai tức là cảnh thinh tiếp xúc với là nhãn căn, tâm nhãn thức sanh lên, ba thứ này gặp nhau tạo ra xúc, xúc duyên cho thọ. Nhưng mà kỳ thực ra, xin thưa quý vị, thọ sọ thọ với xúc á sanh chung, thì thọ với xúc đó mới duyên cho ái. Thì cậu này đó ha, nghe có một cô gái giống mình vậy đó, thì tức có nghĩa là cái gì, cảnh sắc đó đó, xin thưa quý vị, cảnh sắc đó đó ha, cảnh sắc, xin lỗi quý vị nha, cảnh thinh đó đó khiến cho cậu này vui lên nè, thì cái cảnh thinh đó đó là dẫn đến có cái thọ hỷ, có thọ hỷ đó, thì thọ hỷ này mới duyên cho ái. Vậy thì ái này tiềm tàng ở thọ hỷ á, ái tiềm tàng nơi thọ, xin thưa quý vị, mà đây là dục ái, thành ra tiềm tàng nơi thọ hỷ liên hệ đến năm cảnh ở cõi dục. Mà ở đây đó là cảnh thinh. Sẵn chúng tôi cũng nói thêm chút về cái pháp tiềm tàng vậy đó. Pháp tiềm tàng thì nó cũng có cái chỗ để tiềm tàng lại. Thì sau khi cậu này cậu dục về xong đó, cha mẹ sẽ cưới. Cho nên đó là cái cô đó đó được rước về thành Sa Quá Thi. Mà cổ đẹp đẽ là vậy đó ha. Mà cái con người của cổ đó nó mảnh khảnh, mảnh mai,
như là có vẻ yếu ớt. Thành thử ra đó là từ thành Sagata mà đi về Sawatthi đó thì rất là xa. Đường xa xa xôi vậy đó thì là nó bị sắp mà bị dằn ha. Rồi trên đường đó thì cũng có thể đó là bị gặp gió máy này kia cái nọ. Cho nên đó là với sức của một người nữ ha, mảnh mai yếu đuối vậy đó, không có chịu nổi. Do đó đó là mới đi có nửa đường à, thì cô này cổ chết queo. Cổ chết queo. Thì ở nhà ở Sawatthi này, cái cậu công tử này đó là vì lòng ái luyến đang cực mạnh mà ha, cho nên đó là đứng ngồi không yên để mà trông mà ngóng. Cậu này không có ngớt ha, hỏi mọi người xung quanh chú bác cô dì dưỡng anh chị em rằng là cô dâu đến đâu rồi, đến đây chưa. Xin thưa quý vị đó, mới ban đầu thì có thể người ta trả lời là đến chỗ đó chỗ đó chỗ đó chỗ đó, xong cái vài ba ngày sau đó thì cái cô này cô chết rồi đó. Cái lúc đó đó người ta mới báo cho cái cậu công tử này biết nói cô chết mất đất rồi. Thì lúc bấy giờ nè, cái ái luyến mà nó đang sanh cực độ vậy đó xin thưa quý vị, thì giờ cái ái đó mà không có thỏa, không có thỏa tức là ái không được nữa, thì dẫn đến sao xin thưa quý vị? Cậu này cảm giác hụt hẫng liền, cảm giác chơi vơi, cảm giác buồn khổ tột độ, cho nên mới than thời trách đất, trời ơi sao người ta thiếu phước vậy, sao ta thiếu duyên vậy, một gia nhân đẹp đẽ vậy đó mà mình không có được kề vai sát cánh. Cậu này đó là khổ sầu nặng nề tột độ vậy đó. Nhưng mà xin thưa quý vị đó là cái cậu này nè, các cái đời xưa kiếp trước đó đã tu dữ lắm rồi, quân tu ba la mật dữ lắm rồi, tức là tu về mười nhân phước nè, hay là qua chiếu về nhân quả nghiệp báo nè, quán chiếu về tam tướng vô thường khổ vô ngã, có thể nói đó là sắp thành rồi. Kiếp này là có thể những cái nhân đó đó nó trổ quả. Đó, thành ra đó là ngày hôm đó cái cậu này đã lọt vào ở trong võng mạc của Đức Thế Tôn sau khi ngài dùng trí đại bi để quan sát chúng sinh xem ai hữu duyên nên tế độ. Bắt đầu đó là ngài khi đi bác đó, rồi cái ngài đến ở trước nhà của cái cậu công tử này luôn. Đó thì khi đó đó cha mẹ của cậu công tử này mới thỉnh Đức Phật vào nhà, cung kính cúng dường món ngon vật lạ hết rồi đó. Mọi người tương đối ổn định rồi đó, công việc của ai nấy đã làm tương đối xong rồi đó. Thì lúc đó Đức Thế Tôn ngài mới hỏi, ngài nói vậy chứ công tử Nít Tha Gành Tha đâu rồi? Thì người đó đó mới là bạch ngài, nó bỏ ăn bỏ uống mấy ngày nay rồi, rồi nó đang nằm liệt ở trong giường á, trên giường trong phòng á. Thì ngài mới nói vô kêu ra đây. Thì xin thưa quý vị đó, một là người ta nể ngài, với thứ hai nữa đó là cái quy lực của ngài khủng khiếp lắm, thành ra ngài nói là phải được. Do đó đó cậu công tử đó đi ra đảnh lễ ngài xong rồi ngồi xuống bên. Cái lúc đó đó Đức Thế Tôn ngài mới hỏi, ngài nói này công tử, sao trông con có vẻ buồn rầu quá vậy? Cái cậu công tử này mới trả lời là bạch ngài, và đúng vậy, một giai nhất tuyệt sắc đã chết dọc đường rồi. Con biết được cái tin này cho nên là con mới buồn rầu tột độ, bỏ ăn bỏ uống
Đức Thế Tôn ngài mới giải tiếp, ngài nói này công tử, công tử có biết tại làm sao mà công tử phát sanh lên buồn rầu tột độ vậy không? Cái cậu này có sao nói vậy? Nói dạ bạch ngài, con không biết. Thì ngài mới giải tiếp, ngài nói này công tử, tại vì ái dục mà sự buồn rầu tột độ của cậu đó nó mới sanh lên. Sự ưu tư hay là sợ hãi đều do ái dục mà sanh lên cả. Tức là ngài cho biết là từ là, cái nhân ha, cái nhân sanh lên cái sự buồn rầu đó đó là do ái dục. Nói vậy xong cái ngài mới thuyết lên câu kệ: Kamato cha yati soku, Kamato cha yati phayang, Kamato vipa mutasa, natthi soku kuto phayang. Câu kệ này được ngài Hòa thượng Thích Minh Châu dịch kệ thơ năm chữ: dục ái sanh sầu u, dục ái sanh sợ hãi, ai thoát khỏi dục ái không sầu đâu sợ hãi. Còn ngài Hòa thượng Giới Đức thì dịch là: dục ái sanh bệnh sầu u, lại sanh sợ hãi lo âu nhiều bề, người mà dục ái không mê, u sầu sợ hãi chán chê chẳng gặp. Đức Thế Tôn ngài thuyết dứt cái câu kệ này cái đó thì cậu này ngộ ra, thì ra buồn rầu này nè ha là cái quả, mà cái quả này nó có được là do cái nhân, là sự ái duyên. Tức là cậu này trước hết là nhận ra trên phương diện nhân quả. Và rồi ha, tiếp theo đó thì dĩ nhiên cậu này phải nhận ra trên cái phương diện tam tướng. Trên cái phương diện tam tướng, cái buồn rầu này nè ha, nó sẽ biến mất. Cái gì mà nó sanh lên, nó có nhân có duyên, thì khi nhân duyên đó không còn thì là cái sanh lên đó, đó cái kết quả đó nó cũng sẽ biến mất. Cậu này ngộ ra theo phương diện vậy đó, xin thưa quý vị, thì cái ngộ này nè mới dẫn đến khiến cho cái cậu đó đó chứng đắc được đạo quả, và dĩ nhiên ha, kỳ dư thính chúng, tức là những ai trực tiếp nghe được cái câu kệ này từ nơi kim khẩu của Đức Thế Tôn đó, thì cũng hưởng được ân triêm lợi lạc từ pháp nhũ rất là nhiều. Và đồng thời cái câu kệ này chúng tôi cũng đã có dịch văn xuôi nữa, thì đây là ba cái phần tham khảo qua gợi ý của Duyên Sự để chúng ta hiểu ý nghĩa ẩn chứa ở trong câu kệ Pali 2.15 mà Đức Phật ngài dạy. Vậy thì cái ý chính của cái câu kệ này đó là, xin thưa quý vị ha, Đức Phật ngài cho mình biết á, Soko là sự buồn nè, phải dăng là sự sợ hãi nè, nó sanh ra Kamato từ nơi dục, từ nơi dục. Thì cái chữ dục này nè ha, mình hiểu theo thông thường ha là các dục, các dục tức là năm cảnh hấp dẫn thu hút. Còn nếu mà mình hiểu theo cái ý của ẩn ngữ, ý ẩn chứa ở trong cái từ đó là sự mong muốn ước muốn. Thì cái sự mong muốn ước muốn này mà mình hiểu rộng đó ha, thì xin thưa quý vị đó, mình mong muốn ước muốn bất thiện cũng có nè, mong muốn ước muốn thiện cũng có nè, rồi mong muốn ước muốn đó niết bàn cũng có. Thì lúc đó đó cái chữ ca má mà mình hiểu theo cái ý nghĩa ước muốn mong muốn đó thì nó sẽ đồng nghĩa với chữ chan đá, hoặc là quy tắc cát là tầm. Thì lúc đó mình sẽ hiểu đó là gì, có ba loại tầm cầu hay là có ba loại ước muốn. Tầm cầu ước muốn trong pháp bất thiện, tầm cầu ước muốn trong sanh y, và tầm cầu ước muốn niết bàn. Đó là mình hiểu rộng ha. Còn mà mình hiểu hẹp hẹp lại đó là ca má này là các dục, tức là năm cảnh hấp dẫn. Năm cảnh hấp dẫn, thì năm cảnh hấp dẫn đó là đối tượng tham. Năm cảnh hấp dẫn đó là cảnh trưởng của tâm tham, thì là đối tượng của tâm tham. Mà tham không được thì sẽ dẫn đến sân,
À, thành ra sô cô pha văn, nếu mà lấy chi pháp đây là tâm sở sanh. À, còn kamato ở đây đó là sự hấp dẫn ước thu hút đó. À, thì hấp dẫn thu hút này nè, có vật và có phiền não. À, vật là cảnh. À, phiền não ở đây chính là tham, để lấy năm đối tượng đó làm cảnh trưởng. À, vậy nếu mà mình lấy chi pháp cho nó cụ thể ha, thì đây là hiện bày của tâm sở tham và tâm sở sân. Mà tâm sở tham và tâm sở sân thì mình hiểu đây là hai mặt của cái đồng tiền đó. Đó. À, vốn được là tả, tức là buông đó. Đó thì với ai mà hiểu ra được vậy đó ha, thấy rõ ràng ra được vậy đó, cởi nó ra đó. À, cởi cái sự buộc ràng của tâm sở tham đó, đó. À, thì lúc đó đó là sẽ không có sân. À, mà cởi bỏ ra được vậy đó thì lúc đó đó người ta từ chuyên môn đó ở đây nè gọi là whip và mút tác, đó là thoát ra, giải thoát, được tự do hoàn toàn. À, không còn cái ái luyến đó, đó nó ràng buộc nữa. Đó thì lúc đó sẽ dẫn đến đó là nạp thì số cố, không có tham thì đâu có sân ha, cú tô phá văn đó là y vậy. Bây giờ mà mình hiểu rộng ra thì sao sẽ thiếu gì? À, hiểu rộng ra thì là mình phải giảng ha, kamato cha và ti soko, kamato cha và ti phá văn. À, thì kamato là chỉ cho năm cảnh dục hấp dẫn thu hút. À, năm cảnh dục ha, hấp dẫn thu hút đầu tiên ha, là mình căn cứ vào cái kinh Tăng Chi đó, Pháp Mục Chi, Đức Thế Tôn ngài nói đó là cảnh sắc mà hấp dẫn người nam đó, đó chính là nữ. Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc của người nam là hấp dẫn nhất đối với người nữ và ngược lại. Đó thì cái đối tượng ha, đối tượng mà là cảnh trưởng của cái lòng tha ái nam nữ, ái nam nữ từ người nam đó là ái nam nữ của ái nam nữ của người nam đó là từ nơi người nữ, ái nam nữ của người nữ là từ nơi người nam. À, mình hiểu vậy xong bắt đầu mình mới hiểu rộng ra. À, thì tùy thuộc vào vô thủy luân hồi cho đến giờ này ha, mình thường cận, mình quen với cái đối tượng nào. À, như là mình quen với thích ngắm nhìn. À, thì lúc đó đó cái cảnh sắc là đối tượng mạnh nhất, nặng nhất, hấp dẫn nhất cho cái lòng tham của mình. À, có thể ha, có người đó thì là cảnh sắc xong rồi tới cảnh thính, cảnh khí hay là hương, rồi cảnh vị, rồi cảnh xúc, cảnh xúc. À, thì tùy ha, xin thưa quý vị, tùy cái sự huân tập, tùy thói quen mà để có thể một người đó là bị phối bởi cả năm hoặc là bốn hoặc là ba hoặc là hai hoặc là một, cứ hễ khi nào còn phàm phu chưa phải là bậc thánh đó thì khi đó vẫn cứ bị năm cảnh dục này hấp dẫn lôi cuộn, làm cho người đó khởi lên cái lòng tham. À, thì từ cái chỗ này cái chúng ta mới suy gẫm chiêm bị nghiệm là chính bản thân của mình. À, mình còn trẻ. À, mình là người nam thì lúc đó, đó cái gì của người nữ cũng sẽ dễ hấp dẫn đối với mình. À, mình là người nữ trẻ thì cái gì của người nam cũng sẽ hấp dẫn đối với mình. À, nhưng mình lớn lên tí đó cái bắt đầu là gì, có xúc chạm, có va chạm, như là mình có gia đình rồi xong rồi đó. À, bắt đầu đời sống như vợ chồng đó, có những hụt hạch trục trặc gì đó bắt đầu khiến cho mình chán nản đối với cái chuyện vợ chồng. Nhưng mà điều đó không có nghĩa rằng mình không có lòng tham, không có cái sự ao ước khát khao được thụ hưởng đối với dục lạc ngũ trần. À, thì lúc bấy giờ sẽ dẫn đến có những cái loại cảm dục gì hấp dẫn mình, lôi cuốn mình. À, xin thưa khi đó có thể là gì? Từ nơi cái ăn nữa. Có thể
từ nơi cái mặt á, có thể từ nơi cái gì, danh nè, lợi nè, vân vân, đủ hết trên thứ gì ha. Cái lòng tham này nó thể hiện rất là đa dạng. Mặc dù mình nói ra chỉ có năm cảnh thôi, là sắc nè, thinh nè, hương nè, vị nè, xúc nè, nhưng mà trong cái sắc đó nó cũng đa dạng loại sắc, trong cái thinh đó nó cũng có đa dạng loại thinh, trong cái hương đó nó cũng có đa dạng loại hương, trong cái vị đó nó cũng có đa dạng loại vị, trong cái xúc đó nó cũng có đa dạng loại xúc. Yeah, đa dạng loại xúc. Thì thành thử ra nó có đa dạng vậy, cho nên nó có đa dạng đối tượng kích thích, thu hút, làm hấp dẫn cái lòng tham của chúng sinh phàm phu. Của chúng sinh phàm phu. Và một khi nữa, nó hấp dẫn, nó thu hút vậy đó, mà cái lòng tham của mình khởi lên rồi cái bắt đầu sao? Nó bị hụt hẳn đi, nó bị mất đi. Như cái cậu công tử không có thích hương của người nữ này nè, nghe nói có được, nghe nói tìm được có một cái người nữ giống y chang như cái ý nghĩ của mình vậy, tưởng tượng của mình vậy đó, nhưng mà trên đường đi về đó thì cổ chết mất. Như vậy có nghĩa là cái gì? Cái mong muốn, ước muốn nè, là cái sự thích thú của cậu này nè, nó bị đứt đi, nó bị mất đi, là không có thỏa mãn. Thì cái trạng thái không thỏa mãn đó, trạng thái không có chịu được đó, nếu mà nó hiện bày ở cái sự buồn thì mình gọi là số cố, còn nếu mà nó hiện bày ở cái sự đó là hoảng loạn sợ hãi thì mình gọi là phá văn. Thì số cố hay là phá văn, đây là các cái trạng thái hiện bày của sanh tâm. Của sanh tâm. Thì ở đây đã đang nói đến người nè, rồi bây giờ mình nói đến vật lý. Giả dụ như chúng tôi ha, cái này là ví dụ thôi chứ tôi gì, có ý định sang năm đi Ấn Độ. Cái có Phật tử nào đó nghe chúng tôi nói vậy đó, cái con sẽ cúng dường sư 2000 để sư đi Ấn Độ. Thì cái này là lời hứa đó sư tôi. Thì khi nghe mà có lời hứa vậy là mình cũng quan hỷ rồi, mình cũng vui rồi. Thì quan hỷ vui đối với 2000 đó, tức có nghĩa đây là 2000 đó là cái đối tượng hấp dẫn đó, lòng tham nè. Nhưng mà bây giờ đến sang năm là còn đến hơn 7 tháng nữa. Thì thời gian dài gì, vật đổi sao dời, mình xin thưa quý vị, chúng tôi không vô thường thì người kia cũng vô thường, chúng tôi không vô thường người kia không vô thường, thì lời hứa đó cũng có thể là vô thường. Công ăn chuyện, cái lời hứa đó vô thường là do công ăn chuyện làm của cái người đó vô thường. Cho nên thì giả sử như thế, đầu năm sau cái người đó trả lời nói, sư ơi, công ăn chuyện làm của con thất bát quá, sư cho con khất hứa. Đó, thì quý vị thấy lúc đó là hư bột hư đường không? Mình đang đinh ninh rằng có 2000 để đi Ấn Độ là ngon lành rồi, giờ tới đó cái không có. Thì lúc đó khởi lên, giả sử ha quý vị, mà như chúng tôi vậy đó, thì cái tâm trạng của quý vị xem như thế nào? Hụt hẫng chơi vơi. Hụt hẫng chơi vơi. Đó là cái thông thường. Còn dĩ nhiên nếu mà cái tâm mình mà tu mình mạnh tí đó ha, mình hiểu trên cái góc độ nhân quả nghiệp báo đó, thì lúc đó cũng có hụt hẫng chơi vơi, nhưng mà cái hụt hẫng chơi vơi đó nó sẽ mau qua đi. Nghĩa mau qua đi là mình có quá trình tu tập, suy xét, chiêm nghiệm đến nhân quả nghiệp báo đó. Thì lúc đó đó mình hiểu nè, bây giờ người ta tu vậy đó, thì đây là cái gì? Do cái quả khổ của mình đó, mà mình hiểu là giống như là đoạn nghiệp.
À, cái gì nó cũng không suông không sẻ hết vậy. À, thì chúng tôi mới lấy bản thân của mình là một cái ví dụ vậy để chúng ta thấy đó ha. À, cái đối tượng hấp dẫn đó, đó nó còn thể hiện ra ha, à, mọi phương diện, mọi lĩnh vực ở trong đời sống của mình vậy đó. À, thì tự bản thân của mỗi mỗi người chúng ta phải thấy ra, à, phải thấy ra, à, thì khi đó đó ha, mình mới thấy được nè tất cả những cái gì, à, trong mình này, xin thưa quý vị, và xung quanh mình đều có thể là đối tượng hấp dẫn cho cái tâm tham của mình. Từ chỗ đó đó ha, tất cả những cái gì nè trong mình đây nè, xung quanh mình đều có thể cột trói mình. Dạ, đều có thể cột trói mình. À, thì từ cái chỗ mà mình nhận ra, mình thấy ra được vậy đó, thì bây giờ mình cố gắng tập làm sao để tự bản thân của mình nè và những cái gì xung quanh của mình không là sợi dây ở buộc mình. Muốn thấy ra được vậy thì buộc lòng là gì? Mình phải có một cái hiểu tương đối. À, thì cái hiểu tương đối đây đó là hiểu như thế nào? Đó là chúng ta phải hiểu, à, trên cái góc độ nhân quả nghiệp báo tam tướng. À, nhân quả nghiệp báo tam tướng thì lúc đó đó, những cái gì xung quanh mình, hay ngay cả trong bản thân của mình này, nó không có cột trói. À, thì những cái gì ha mà thuộc về mình đây nè, xin thưa quý vị, như là mắt nè, tai nè, mũi nè, lưỡi thân này nè, thì theo quý vị thuộc về vật chất hay là tinh thần? Vật chất. Những cái gì xung quanh mình ha, mà là đối tượng cho con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái lưỡi thân mình đây nè, thì nó cũng thuộc về vật chất. Cái đó được gọi là vật dục, vì nó tồn tại ở trong cõi dục nè, cho nên gọi là vật dục. Thì cái vật dục đó đó là đối tượng thôi nha, xin thưa quý vị. À, và mình cũng có thể nói đó, vật dục đó nó tối mình đó. Nhưng thì thật ra đó là gì? Vật dục nó miễn nó sắc pháp mà. À, nó vô tri vô giác, làm sao nó có khả năng nó trói được. Cái trói đây chính là gì? Phiền não dục. À, tức là cái tâm ái luyến của mình đó. Hay là nói ngắn ngắn hơn tí là cái sự ái. À, hay là tâm tham, hay là lòng tham, hay là sự ước muốn, à, sự mong muốn, mong cầu, vân vân. Đó, cái đó đó nó trói mình đó. Đó, hiểu ra vậy, thấy ra vậy, bây giờ mình phải cố gắng làm sao đó ha, tháo từ từ. À, tháo từ từ đó, tháo được một chút đó thì mình được giải thoát một chút đó, thì lúc đó đó mới gọi là mút tá hoặc là tâm mút tá thôi. Còn khi nào mà tháo ra hết hoàn toàn luôn đó thì mới được gọi là quyết và mút tá. Đó là được tự do hoàn toàn, được giải thoát hoàn toàn, được thoát khỏi hoàn toàn. À, thì xin thưa lúc đó đó ha, mới là cái số cố, cái lúc đó mới không còn sâu. À, điều đó có nghĩa là cái gì? Cái câu kệ này Đức Thế Tôn này thiết đến đạo quả A-la-hán mình. À, mà vì do cái túc duyên của cái cậu công tử này là có nhiều đó thôi, thành ra là chứng nên được đạo quả tu đồ quận. À, chứng đến được đạo quả tu đồ quần thì xin thưa quý vị cũng đã tháo, cũng đã tháo ra được. À, nếu mà mình nói ha, à, lòng tham đó, tâm tham đó, nó có tám thì xem như đó là tám sợi dây, tám sợi dây buộc đó, buộc, à, giữa cái tâm mình với các cái vật dục đó, tức là năm cảnh đó đó. À, thì cậu này cũng đã tháo được bốn sợi rồi. À, nhưng mà tháo bốn sợi đó, đó vẫn chưa hết sầu đâu, xin thưa quý vị, cũng còn sầu ha. Theo quý vị còn không? Còn. À, quý vị nhớ, bà con chúng ta nhớ bà Visakha không? À, bà Visakha có là thánh Tu Đà Quần á. À, bà có một người cháu rất là yêu thương nè. À, nhưng mà người cháu đó chết đi. À, thì bà ta cũng vẫn còn khóc. À, vẫn còn buồn rầu sâu. À, tức có nghĩa đó là gì? Đã tháo ra hết bốn sợi dây rồi nhưng mà cũng vẫn cứ còn sao, phải tháo hết đó thì mới có sao. À, muốn vậy đó là chúng ta cần phải nỗ lực mạnh mẽ hơn đó, thì ước mong tất cả chúng ta đó
có một cái sự nỗ lực mạnh mẽ để tháo các cái sợi dây này từ nơi năm cảnh dục hấp dẫn và cái phiền não tham ở trong mình. Tháo từ từ ra vậy để đến một lúc nào đó mình được sống tự tại thảnh thơi, an lạc, hạnh phúc. Rồi ý là hết rồi đó, xin thưa quý vị. Thành ra xin được chấm dứt cái thời giảng với đề tài là câu kệ pháp cú số 215 tại đây. Phước báo phát sanh do sự giảng pháp này, chúng con thành kính cúng dường đến chư tôn đức, cầu mong các ngài an vui trong đời sống phạm hạnh. Xin được chia đều đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Mong quý vị được hanh thông trong đời sống, được tiến hóa trong Phật pháp. Phước báo của thời giảng pháp này xin được chia đều đến tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài. Những ai có thể tùy hỷ được, xin hãy tùy hỷ với công đức pháp thí này để được tiến hóa an vui. Nam mô Bụt Tha Giá. À, sa thú lành thai, chúng con kính tri ân đại đức Minh Mẫn đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân đại đức Minh Mẫn. Và con kính thỉnh thượng tọa Minh Hạnh chúc phúc cho rung chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính dâng bích đến thượng tọa Minh Hạnh. Bhagavad Sumang Lang Rakhan Tu Sapede Watasapa Buddha Nupa Venasana Sati Vawan Tute Bhagavad Sumang Lang Rakhan Tu Sapede Watasamanhamma Nupa Venasana Sati Vawan Tute Bhagavad Sumang Lang Rakhan Tu Sapede Watasapasangha Nupa Venasana Sati Vawan Tute. Tất cả hạnh phúc hàng con đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư Tăng, có sự thánh lễ thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tinh thành tâm bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân thường tọa Minh Hạnh đại đức Minh Mẫn cùng chư tôn đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì quý giới ôn bài và học.